Nghị trường Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội lần này không chỉ nóng về vấn đề giao thông mà tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật đất đai trên địa bàn thành phố cũng làm nóng phiên chất vấn. Nhiều ý kiến đưa ra tại cuộc họp đề nghị thành phố cần mạnh tay xử lý, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm các quy định hiện hành. Liên quan đến các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, đại biểu Hà Nội nêu câu hỏi về tiến độ các dự án bị thu hồi. Dù cách đây một năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch thực hiện thu hồi dự án theo yêu cầu của Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 7. Thời điểm đến nay là tháng 6, chúng ta vẫn còn 6 dự án chưa thực hiện theo chỉ đạo nghiêm của Thường trực Hội đồng thành phố và của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Các dự án này đều nằm về trách nhiệm của đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. Vì vậy, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết nguyên nhân và bao giờ thực hiện xong việc dừng thực hiện đối với 4 dự án còn lại này, xin hết ý kiến. Trả lời đại biểu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Sở đã rà soát 47 dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trong đó có 8 dự án ở Mê Linh thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường, 39 dự án còn lại thuộc thẩm quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đến nay, đã có 33 dự án được rà soát và chấm dứt hoạt động, 6 dự án còn lại, liên ngành sau khi rà soát đã báo cáo thành phố cho phép điều chỉnh quy hoạch và tiếp tục triển khai với một dự án. Còn lại 5 dự án chưa được xử lý, trong đó có một dự án đang chờ kết luận cơ quan cảnh sát điều tra và 3 dự án còn lại là đối ứng quỹ đất các dự án BT. Lý giải việc xử lý còn chậm trễ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, hiện có nhiều chủ đầu tư cố tình chây ì không trả lại dự án thuộc diện thu hồi cho thành phố. Việc thiếu chế tài xử phạt, các chủ đầu tư không hợp tác cũng là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ thu hồi các dự án vi phạm. Thứ nhất là các cái dự án thì do Ủy ban Nhân dân quận huyện khi mà báo cáo với đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố ấy, thì các quận huyện cũng báo cáo một cách nó cũng chưa được đầy đủ. Chưa đầy đủ ở đây có nghĩa là cả về thông tin của dự án cũng như là cái tính pháp lý của dự án. Cái nội dung thứ hai là cái công tác giám sát đánh giá đầu tư ấy, thì cũng đã được quan tâm chú trọng. Tuy nhiên một số sở ngành và Ủy ban dân của các quận huyện thị xã thì cũng còn chưa chủ động và nhiều chủ đầu tư thì cũng chưa nghiêm túc thực hiện cái công tác giám sát đánh giá đầu tư này. Làm rõ thêm về nội dung này, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Trọng Đông cũng đề cập tới sự thiếu hợp tác của các chủ đầu tư, dẫn tới 18 dự án chưa thể thu hồi được đất trên địa bàn, dù Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định thu hồi. Những cái trường hợp này thì là chậm thực hiện ở cái việc giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm, các tổ chức không phối hợp cũng như là không kê khai kiểm đếm đo vẽ để hội đồng bồi thường ở quận huyện là triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng và không cung cấp tài liệu cũng như là không bàn giao nhà xưởng cũng như đất đai. Kết thúc phần thảo luận, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định tiến độ xử lý các dự án còn chậm. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố đến quý 3 năm 2019, cần hoàn thành thu hồi thực địa 18 dự án, nên Ủy ban Nhân dân thành phố cần họp bàn ngay, làm rõ trách nhiệm thuộc về đâu, không để tình trạng sở ngành và quận huyện đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời nhất quán tinh thần luôn đặt quyền lợi của người dân, doanh nghiệp lên cao nhất và xử lý theo hướng tháo gỡ cho doanh nghiệp nhưng cũng quyết liệt xử lý các vi phạm. Nhưng trên tinh thần là chúng ta cũng vẫn phải kiên quyết đối với những doanh nghiệp cố tình vi phạm, đối với những chủ đầu tư cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng đến việc sử dụng cái nguồn tài nguyên đất đai của thành phố chúng ta, có ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân. Thứ hai là chúng tôi cũng đề nghị là các đồng chí cũng kiên quyết không để những cái phát sinh mới